hiểu sao con robot lại hết pin rồi. Ủa đâu? Cái máy tập chạy đâu rồi? Đồ xanh, thằng nào trộm cái máy tập chạy của tao rồi? Mấy chục củ mới mua xong mà cái quái nhở. Ủa vừa nãy có thằng nào chát ship vào nhà mình xong bây giờ mất luôn cái máy tập chạy rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Khang đây. Thì hôm nay mình đã quay trở lại với lại Mini World rồi. Thì anh em thấy tôi mặc cái quần mới không? Hồi qua là mình vừa mới đi làm phục vụ xong anh em, mà mình nhận cái tháng tiền đầu lương của mình á. Xong cái mình đi mua cái quần jean này mình mặc hoài, nhìn nó xịn sò của bò liền anh em. Đấy. Ok, giờ chắc là mình sẽ đi ra ngoài để mình coi coi. Trời, cái gì đây? Cái gì vậy? Đang thi công, trời ơi. Chắc là bà chuẩn bị xây cái gì mới nữa rồi anh em à. Trời đất ơi. Bà xây mà bà trắng ngay cái nhà mình á. Xấu ghê hồn vậy. Cây thế. Ok thì để coi coi hôm nay nó có cái gì mới để mình coi cái làng của mình không. Nhà mình thì nó bình thường nè. Có mấy cái nhà của ông một cái kiểu coi. Bà Mập thì bà xây được cái cửa tiệm rồi. Bây giờ mình chưa có cửa tiệm anh em ạ. Mình chưa có tiền mở cửa tiệm nữa anh em. Buồn tê. Ôi Ki đâu rồi ta? Nên nay định qua nhà Ki qua chơi PS4 nó mà nó đi đóng tiêu rồi. Rồi vậy để về nhà coi. 5 minutes later. Buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa tôi đều ngồi nhìn cái ngày anh em ạ. Bởi nhà mình vẫn chưa có tivi để mình xem phim anh em. Không ơi, Đây, em đây. Gì đây? Sao vậy? Con anh chơi mấy mùa này hay lắm. Vào chơi. What? Mới mua gì anh? Ôi trời ơi, anh mới đầu tư cho nhà anh là hai cái món đồ mới. Uầy. Để giúp anh trở thành siêu mẫu phải không? Giúp anh trở thành siêu mẫu phải không? What the hell? Tôi bắp gì ghê vậy? Xịn lắm. Cho xem này. Mua mấy chục triệu đấy. Cái gì mà mấy chục triệu như vậy? Uầy. Lên trên này. Gì này? Đâu? Wow. Với cả xe đạp mới. Ghê không? Ôi, ghê thế. Em thì chắc còn lâu mới có được cái này nha. Em bây giờ chưa có tiền để mua cái này nè. Ơi. Sau này là tương lai là mèo peo không peo là có thật hiểu không? Ghê vậy à. Trời ơi, này anh đầu tư quả này mấy chục triệu đấy. Hình VIP luôn đấy. Anh cho em chiếc xe đi anh. Cho em chiếc xe này đi. Không, vớ vẩn, cho nào. Anh bỏ tao tiền ra mua đấy, không cho. Thì cho em mượn thôi, cho em mượn vài ngày thôi. Cái gì anh mới mua xong, đợi năm sau cho mượn nhá. Kèo đấy, cho em mượn chạy vài ngày để tập chân thôi. Em muốn kéo chân mà. Nè, cho em mượn cái này đi. Mày gầy ơi là gầy rồi, còn tập cái gì nữa, tập cái gì hơn à? Em không gầy đâu, em còn cao anh đấy. Em không gầy nhá. Rồi, vớ vẩn. Thì cho em mượn thôi, kiểu phải rửa chứ anh, mới mua phải rửa chứ. Rửa cái gì rửa không? Đi về, ông đi về đi. Khoe, đi về đi. Gì cây cột ra khoe xong không cho mượn anh em à. Vô lý. Cây đây. Trời đất ơi, ông béo này ông keo thiệt anh em à. Ok, thì để mình coi coi. Giờ thì mình lương tháng thì mình chỉ 1 triệu tháng thôi. Nhưng mà cái máy nó tới 10 triệu lần. Không biết khi nào mình mới mua được. Trời đất ơi là trời. Giờ mà mình muốn mình nhìn kiểu cái máy nó mới anh em à. Nhìn nó khá là vui luôn ấy. Mình có cái kế hoạch này anh em. Hay là giờ mình qua nhà ổng mình chơm cái máy nó về ta. Xong mình sẽ giấu dưới cái đường hầm của anh. Anh em nào mà có coi video trước của mình đó là mình sẽ xây một cái đường hầm ở đây rồi anh em. Cái đường hầm này để giấu tất cả mọi thứ anh em à. Bây giờ mình chưa có gì để trang trí này. Mình chỉ có cái mô hình của cái thuyền thôi. Là bây giờ mình sẽ thêm cái máy chạy bộ của béo vô bộ sưu tập của mình. Ok anh em à. Thì bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tìm một cái vùng đất. Phải là mình sẽ coi thử coi cái đất ở dưới đây coi nó có dễ đào. Mình sẽ đào nhà của mày béo anh em à. Ok, để mình coi. Bây giờ mình sẽ xây. Ok. Không, bây giờ mình sẽ đập cái đường ở bên đây đi. Mình sẽ đâm xuyên qua nhà anh mày béo anh em à. Ok, let's go. Giờ mình sẽ đập qua nhà anh mày béo. Go. Ở đây mà mình sắp đào tới nhà của anh mày béo rồi anh em. Quay đây nha. Thôi bây giờ mình đập lên trên coi mình có khi mình đang trong nhà ổng luôn á ta. Đi lên coi. Đó, đập cái đường đi lên đi hiểu không? Đấy.
Ôi sao cái tôi hình như tôi đào hơi sâu hay sao ấy em. Ui anh em thấy không? Ôi mình đang đứng ngay cái cầu thang nhỏ. Ui chết trời, mình lỡ đập cái nhà quá rồi. Thôi che lại chứ không xuống là không biết ấy. Nguy hiểm. Đây đó. À, giờ này thấy cái giờ tôi đã tới cái khu được ổng này. Hình như cái nhà vệ sinh ổng là nó nằm bên đây anh em ạ. À. Để tôi đào tới cái nhà vệ sinh coi. Ôi thiệt này anh em. Ui cái nhà vệ sinh nè. Ui đúng thiệt rồi. Là cái nhà vệ sinh. Ui từ từ để cái làm vậy. Ủa. Ui ông mèo béo không có cái nhà mini anh em. À, cái nhà này, ủa sao cái con này, à đây là cái con nô lệ không anh em ạ. À? Đây rồi, từ bây giờ tôi đào tới cái nhà vệ sinh rồi, bây giờ mình sẽ kiểu là mình sẽ xây cái đường hầm bí mật của mình, kế cái đường hầm bí mật của ổng luôn anh em. Kiểu ông không biết đâu, kiểu ông nhảy xuống đây là chắc ông không có để ý tới cái đường hầm này đâu này. Rồi bây giờ mình sẽ núp ở đây nha. Ủa, nhưng mà giờ mèo béo anh còn nằm chảnh anh em ạ. À. Tôi coi là ông lên coi ông ăn ngủ hay là gì. À, ông đang ngủ đây mà, ông đang ngủ. Rồi, bây giờ mình có nên cho nó không ta? Bây giờ nên cho kêu vui xíu đi. À, từ từ nha. Bây giờ mình sẽ làm gì ta? À, mình sẽ check nhà ông. Mình sẽ để ship tùm lum nhà ông luôn anh em. Rồi đâu rồi, mình sẽ lấy thật nhiều luôn rồi. Đây rồi, đây. Đấy, đặt tùm lum nhà ông luôn anh em. Đây. Kiểu xíu ông dậy, kiểu ông giật mình sao nhà ông toàn phân không? Đây nè, dám keo với khen VN nữa. Dám keo với khen VN nè anh em ạ. Đây là hậu quả của việc mà dám keo với mình anh em ạ. Anh em với nhau một nhà mà dám keo với nhau là vậy là không được anh em hiểu không? Đấy. Chó dọn mệt luôn anh em. Đấy. À bây giờ mình chọn cái bóng tuyết này cho ông tỉnh anh em. Bây giờ mình sẽ chọn cái bóng tuyết này cho ông tỉnh. Ôi thằng nào đấy? Ủa tôi đều sao shit. Ôi ô thằng nào vứt shit đầy nhà này. Ơ tao làm shit vậy? Đâu xanh xong rồi, nhà bốc mùi rồi. Từ bây giờ ông sẽ chạy ra nhà. Ui ông chạy ra nhà tôi. Phải gọi con robot giúp việc lên dọn bây giờ. Sao nhà sao tự nhiên thằng nào phái rồi. Bây giờ ông sẽ đi xuống cái đường hầm này gõ búa chứ gì anh em ơi. Từ bây giờ mình núp đây coi ông có đi xuống cái đường hầm này không nha. Ui, chọn đi xuống cái đường hầm này nha. Ui, ông đang đi xuống thiệt anh em ơi. Từ đứng đây này, chào không thấy đâu, đứng ở đây không thấy đâu. Ôi, ông vô kìa. Ui, ông xuống rồi. Ông xuống rồi anh em ạ. Từ, bây giờ lên nha. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ chơm cái món đầu tiên đó chính là cái máy chạy trước anh em ạ. Đây là cái máy chạy nè. Còn cái máy đạp thì mình để xa đi. Bây giờ mình chơm về trước. Coi phản ứng của anh mày béo như thế nào nha anh em. Ok. Ôi ơi, chả hiểu sao con robot đã hết pin rồi. Ủa đâu? Cái máy tập chạy đâu rồi? Thằng nào trộm cái máy tập chạy của tao rồi? Mấy chục củ mới mua xong mà. Cái quái nhở? Ủa vừa nãy có thằng nào chát ship vào nhà mình xong bây giờ mất luôn cái máy tập chạy rồi. Mình hơi nghi rồi nhá, nãy là thằng Khang gỡ nó qua, nó kêu định mượn cái máy của mình. Mình không cho. Không, mình bây giờ mình mất cái máy tập chạy, sao ở nhà toàn shit. Mình hơi nghi rồi đấy. Từ đã, chắc chắn là có cái vấn đề gì đấy. Mình tìm hiểu mới được. Ok, này mà đây rồi. Mình đây, anh em thấy mình tay game cầm gì không nữa. Đây cái máy tập chạy của mình béo. Mình sẽ chạy xuống cái đường mình lẹ anh em. Mình sẽ núp ở đây. Giờ mình sẽ giấu cái máy dưới đây. Chắc chắn là ông xem không biết đâu anh em ạ. Tại vì trong team này mình á là mình chưa có công khai là cái là mình là kiểu mình xây căn hầm anh em hiểu không? Đây rồi. Ok, mình giấu cái máy tập chạy đi rồi. Thôi coi chừng ông béo á. Ông béo. Ôi. Hả? Alo. Mở cửa. Ủa gì vậy anh? Sao vậy? Mày lên máy tập chạy đâu đúng không? Hả? Gì á? Em biết gì đâu. Nãy giờ em đang ngồi dọc con gà của em mà em đâu có làm gì đâu. Sao đấy? Tao thấy nhà tao dính toàn shit nữa. Tao đi lên lại thì tao mất cái máy tập chạy rồi. Tao nghi mày lắm vậy lúc chiều không. Mày bảo là mày mềm vậy là đấy. Vậy là gần đây anh không có biết rồi. Gần đây nè có một cái thằng ăn trộm anh. Hồi đó em nghe tin tức ở bên cái thành phố bên kia kìa. Em nghe là cái thằng ăn trộm này á, nó hay chuyên gia là chét shit vô nhà người khác xong nó đi ăn trộm. Nó phải chét shit xong nó mới đi ăn trộm, hiểu không? Đó. Bây giờ anh về nhà, bây giờ anh khóa cửa đi các kiểu đi. Bây giờ em cũng vô nhà em khóa cửa lại, giờ nguy hiểm lắm anh ơi. Giờ là cướp đầy đường rồi nè. Chạy về đi anh, lẹ đi trong chiếu về nhà mất hết đồ bây giờ. Vẫn ghi nhá, tao vẫn ghi lắm đấy. Em không có lấy gì đâu anh, trời ơi em làm lấy gì. Ôi, hên là mình vừa lên tới luôn, mình vừa cất xong là ông béo qua liền luôn anh em. Rồi từ từ đây rồi, bây giờ còn một cái máy nữa anh em, mà cái máy đạp, cái máy kiểu tập đạp anh em. Rồi bây giờ ông về tới nhà chưa ta? Chắc là ông về tới nhà đó.
Bây giờ không biết ông về nhà ông làm gì nữa. Thôi bây giờ mình sẽ tìm một cái cách khác, không phải là chat ship nữa anh em, mà mình sẽ chat cái khác vô nhà ông. Rồi bây giờ mình sẽ qua nhà ông tiếp coi nè. Cái đường hầm này là hơi bị đỉnh nha anh em. Mốt là mình sẽ thông cái đường hầm này qua từng nhà người khác, mình sẽ chôm đồ luôn anh em. Ôi khen là bét tròn luôn rồi. Đây rồi, đây rồi, mình sẽ lên. Ôi ổng lại ngủ anh em à, ổng lại đi ngủ. Trời đất ơi, cái ông bé không biết. Ôi ra coi ổng có khóa cửa theo cái lời của mình không ta. À ổng có khóa gì anh em à, ổng khóa cái cửa thiệt, ổng khóa cửa thiệt. Trời ơi trời. Hên là cái nhà vệ sinh ổng không khóa cửa. Ôi ổng ngủ mà ổng chổng cái mông lên trời luôn nè. À, bây giờ mình sẽ kiểu mình đặt ổ gà ngay nhà ổng luôn. Mình đặt ổ gà nhà ổng anh em. Đây thì keo kiệt bỏ cái tính keo kiệt nha. Bây giờ mình sẽ ghi một cái bảng ở đây anh em ạ, cho ổng nhớ cái đời luôn. Keo kiệt là một tội ác. Ok. Đó, giờ sẽ ghi như thế này anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chọi cái bóng tiếng vô mặt ổng tiếp. Thì mình sẽ chọi bóng tiếng vô mặt ổng tiếp. Cái gì đây? Sao nhà hết trang shit lại toàn ổ gà thế này? Ủa? Cái gì đây? Keo kiệt là một tội ác. Cái này là chắc chắn là thằng Khang rồi. Kỳ lắm này. Chắc. Ông biết. Ôi. Từ. Nấp trước anh em ơi. Nhưng mà sao nó vào nhà mình nhở? Mình khóa cửa rồi mà sao? Ủa? Cái gì nó sai nhở? Từ. Trời ơi. Mình giả bộ nằm ngay cái bếp bên em à. Từ. Nằm xuống cái bếp, Rồi, phải. Đi đâu? Vô lý! Hay là cửa mình nó phá khóa á? Ủa? Cửa này mình bình thường mà? Lạ nhờ? Ủa? Như nào nhờ? Rồi, sao ta? Bây giờ chắc chắn là thằng Khang nó phá rồi. Mà không biết nó vào nhà mà kiểu gì cơ. Lạ nhờ? Thôi ra hỏi con robot tiết lợi. Ông lại đi hỏi đây. Ôi trời, ông đi nghe cửa sổ. Trời ơi, trời ơi, cái ông này ông lười tới nỗi mà ông vừa bò, ông vừa đi luôn anh em. Trời heo. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lên mình chôm nốt cái máy luôn anh em. Lên chôm nốt cái máy luôn. Rồi bây giờ nhanh. Phải nhanh tay. Lẹ. Giờ chôm nốt cái máy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt phân dưới nhà ông luôn, Ủa đâu rồi, cái bảng đâu rồi? Đâu xanh. Đây, phân này đầy nhà luôn rồi. Cho đầy nhà tàn phân luôn. Thôi, coi chừng ông về nhà kịp là chết luôn á. Đây rồi, đây. Ui, ông về tới, từ. Đặt đây. Ôi, trời ơi. Ui, chạy. Ê, em không biết gì hết. Em bắt cướp thôi. Hồi nãy có ăn cướp. Này. Thằng này có hàng cướp tiền vàng, em không biết gì hết. Đi trả tao rồi. Em không biết gì hết tiền vàng. Oh my god. Em không biết gì hết. Đừng giết em nữa anh ơi. Ok nhưng mà đây em có thể thấy trên tay mình bây giờ là cái máy chạy của anh bè béo này anh em. Ui hên là cái chân tôi dài mà não tôi nó to á, tôi chạy hồi xong ông dí kịp luôn. hên quá. Đây bây giờ mình sẽ đem xuống nhà mình giấu luôn. Và nếu như á mà anh em nào mà muốn mình chơm đồ gì của bên B-Team tiếp á thì để anh em đừng quên là comment bên dưới cho mình biết nha anh em. Ở hôm sau, tập sau hay là những video sau cái này á, mình sẽ quay kiểu mình đi cho mình chôm đồ nhà khác tiếp nha anh em. Đấy, chôm đồ cũng là một cái gì đó thú vị đúng không anh em? Tuy là nhà mình á, mình giờ mình không có nhiều tiền nhưng mà mình có thể chôm đồ của người khác đó. Tiếp theo á, mốt chắc mình sẽ qua nhà bà Mập mình chôm đi. Nhà bà Mập nghe nói là có nhiều đồ ăn ngon lắm. Còn nhà Nau Bu á là nó sẽ có nhiều cái lọ phép thuật đó. Nhưng mà mình sẽ lựa mấy cái lọ nào mà nó có ích cho mình thôi. Còn mấy cái lọ mà nó không có ích thôi lụm chi trời, tôi uống vô thành 7D chết luôn, tôi bị nó lừa nhiều rồi. Còn cái đi á là còn cái đi là nó có nhiều cái tựa game hay anh em ạ. Đó. Đấy, thì tập sau mình sẽ chơm tiếp nha anh em. Và nếu anh em thích video thì đừng cho mình một like và một đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông kế phần đăng ký nha anh em. Ok, và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì hẹn anh em video sau nha. Đừng quên là qua đăng ký cho những video, đừng quên đăng ký cho những thành viên của BT nha anh em. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn anh em video lần sau. Bye bye. See ya.